Xin chào mọi người. Phát trực tuyến tối nay 9 giờ sẽ dời và tới 10 giờ tối ngày hôm nay. Ngày bây giờ thời gian rất là hiếm, khá là bận rộn với tất cả mọi việc. Bởi vậy mình sẽ dời nó tới 10 giờ. Muốn biết chuyện gì đang xảy ra trong tiền điện tử, giá sẽ đi đâu, vân vân, thì nhảy lên phát trực tuyến tối nay nó sẽ nằm trên hai nền tảng. Nền tảng này và nền tảng ULOP. ULOP thì bạn có thể thấy được những màn hình data bằng chứng. Còn TikTok thì bạn chỉ nghe được âm thanh, ok, tùy bạn lựa chọn. Tối nay mình sẽ kéo cái màn hình xuống, cũng giống như mỗi cái phát trực tuyến của mình, chia sẻ cho bạn những kiến thức, những thông tin rò rỉ, những cái thứ mà những người nhỏ và lẻ ngoài thị trường sẽ không thấy được những cái thứ này, thì mình sẽ chia sẻ cho bạn. Vừa rồi cái con giá đã cắn 48.000, cũng giống như mình công khai tuyên bố trong bao nhiêu cái video phát trực tuyến vừa rồi, cũng giống như bao nhiêu video công cộng vừa rồi. Còn mà cái con giá là 48.870.80 thì cái đó, tín hiệu đó là cái tín hiệu mình đã gửi thẳng qua cho vào hộp thư của bạn, không phải ngày 1, ngày 2 nhưng cả một tuần trời cho những người đó đăng ký tín hiệu, thì vừa rồi nó cũng đã cắn cái mục tiêu đó luôn rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp? Sập xuống lại hay là lên tiếp? Lên tiếp thì lên tới cái vùng bao nhiêu, vân vân. Cho những người nào, nếu bạn cần, gọi là bạn là những người nhảy vô nhảy ra thị trường hàng ngày, bạn chơi spot, bạn chơi tương lai, thì chắc chắn 1000000% bạn phải cần những cái data, những cái tín hiệu mình cung cấp. Mình đã làm việc này hơn 4 năm mấy trời, và vừa rồi quyết định hơn 1 năm trời rồi. Nghe, mình đã quyết định cung cấp những cái tín hiệu này cho cả trăm anh em trong nước và ngoài nước. Làm sao xác thực cái tín hiệu của mình như thế nào, bao nhiêu phần trăm, thì bạn có thể lên những cái phát trực tuyến của mình vừa rồi. Hoặc cái mà quan trọng nhất là bạn coi cái video 16 phút nha. Cái video 16 phút nó nằm ở trên tiền Academy. Đừng tin tưởng bất cứ một người nào hết. Coi cái video đó là bạn sẽ hiểu. Cho những người nào mua bán hàng ngày, những người nào chơi tương lai, chơi spot, thì bạn phải coi cái video 16 phút. Nó là hình dung nó cũng giống như một cục vàng, bạn làm được. Hình dung nó cũng giống như là một người nào tặng cho bạn 20, 50 Bitcoin. Hình dung nó cũng giống như là tự do tài chính, nó đem tới cho bạn tự do tài chính, ok. Nó quan trọng thay thế. Kiếm cái video 16 phút ở trên cái nền tảng ULOP mang tên Tiên Academy để coi. Thì những người nào mà đã giao dịch, đã kinh cáo kinh nghiệm rồi đó, chắc chắn 1000000% bạn coi bạn sẽ hiểu. Và nó sẽ giúp bạn chốt đơn và nhân cái tài khoản bạn lên. Vậy thôi, chào mọi người. 10 giờ, ok, bye bye.